những loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể. Viêm nhiễm gắn liền với hầu hết thực phẩm chúng ta tiêu thụ trong ngày. Tránh sử dụng một số thực phẩm và tiêu thụ vài loại thức ăn có thể ngăn ngừa tình trạng này. Viêm nhiễm tác động xấu tới cơ thể và có thể dẫn tới những bệnh mãn tính gây chết người như tiểu đường type 2, bệnh tim, ung thư và chứng mất trí. Tình trạng này giống như một cuộc chiến diễn ra trong cơ thể. Bất cứ khi nào bạn hấp thụ thức ăn hoặc bị vi khuẩn xâm nhập, thì hệ miễn dịch sẽ gây phản ứng viêm để giảm bớt ảnh hưởng từ những yếu tố bên ngoài. Sau đó, quá trình chống viêm sẽ diễn ra, được thúc đẩy nhờ các chất dinh dưỡng và khoáng chất tồn tại trong cơ thể. Mặc dù vậy, viêm vẫn là một quá trình tự nhiên diễn ra khi chúng ta tiêu thụ thực phẩm hay bị thương hoặc gặp phải tác động từ bên ngoài. Góp phần tiêu diệt vi khuẩn và ngăn ngừa ảnh hưởng từ môi trường tới sức khỏe là mặt tốt của hiện tượng này. Mọi người có thể thay đổi chế độ dinh dưỡng để đối phó với tình trạng viêm nhiễm mãn tính. Đầu tiên, bạn cần tránh ăn no để giảm bớt gánh nặng cho cơ thể. Sau đó, hãy tiêu thụ một số loại thực phẩm lành mạnh giúp hạn chế tác động của cơ chế tự bảo vệ này. Quả bơ. Nếu thường xuyên tiêu thụ loại quả này vào buổi sáng, cơ thể bạn sẽ được bảo vệ. Theo bác sĩ Kerry Guns, nhà chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại New York, cũng là kiêm tác giả của cuốn sách The Small Chain Diet, thì bơ cung cấp một lượng lớn chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa. Trong loại quả này có chứa vitamin C, vitamin A và vitamin E. Nó có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và tim mạch. Bơ có khả năng kiểm soát tác động của những thực phẩm gây viêm nhiễm như hamburger và đồ chiên rán, tăng cường calo và giảm thiểu viêm nhiễm khi tiêu thụ thức ăn và lợi ích tuyệt vời của loại quả này. Cá hồi. Khi đề cập tới các loại cá béo và đặc tính chống viêm của chúng, mọi người không thể không nhắc đến axit béo omega 3. Nhờ khả năng kháng viêm mạnh mẽ, hợp chất này góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đau khớp và trầm cảm. Mọi người có thể chế biến cá hồi kèm với dầu ô liu, muối, hạt tiêu, chanh tươi hoặc thêm chút mật ong để vừa tạo hương vị và vừa tăng cường đặc tính chống viêm. Hạnh nhân. Tránh tiêu thụ thực phẩm chứa chất béo bão hóa là một trong những việc làm quan trọng giúp ngăn ngừa viêm nhiễm. Hãy thường xuyên sử dụng những loại thực phẩm sở hữu một lượng lớn chất béo, không bão hòa đơn như hạnh nhân. Loại này cũng rất giàu vitamin E và mangan. Chất béo không bão hòa đơn đóng vai trò đặc biệt quan trọng giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu có ý định sử dụng loại hạt này, bạn cần kiểm soát khẩu phần ăn để tránh tăng cân. Quả Việt Quất. Cũng như các loại trái cây, càng nhiều màu sắc thì càng có khả năng chống viêm. Việt Quất là loại quả sở hữu một lượng lớn hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp trung hòa các phản ứng viêm trong cơ thể. Cũng giống như hạnh nhân và các loại hạt khác, bạn cần kiểm soát khẩu phần tiêu thụ quả Việt Quất. Các loại quả mọng chứa nhiều đường nên chúng sẽ gây phản tác dụng nếu bạn lạm dụng. Đỗ đen. Đỗ đen chứa một lượng lớn chất polyphenol có khả năng chống viêm. Không những thế, nửa bát đỗ còn đem lại khoảng 8 gram chất xơ có lợi cho đường tiêu hóa. Tiêu thụ nhiều chất xơ sẽ giúp làm giảm nồng độ cholesterol, kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa những vấn đề về đường ruột. Quả hồ trăng hay còn gọi là hạt dẻ cười. Một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của tình trạng viêm mãn tính là lượng đường trong máu tăng cao. Một nghiên cứu vào năm 1215 tại Viện Nghiên cứu Autism Urology cho thấy sử dụng quả hồ trăng kèm với bánh mì trắng giúp hạn chế đáng kể triệu chứng viêm nhiễm. Hơn nữa,
Dù sở hữu nhiều calo, loại này có khả năng kiểm soát lượng đường huyết ở mức ổn định. Mọi người có thể tiêu thụ quả hồ trăng trực tiếp hoặc rang với muối. Sử dụng trực tiếp loại quả này có thể bổ sung chất chống oxy hóa gấp 2 lần so với việc rang chín. Nước, lựu. Trên thực tế, hạt lựu rất bổ dưỡng và chứa nhiều chất chống oxy hóa. Hơn nữa, sử dụng nước ép lựu cũng ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Mặc dù chứa một lượng đường nhất định, loại quả này hiếm khi tác động tới sức khỏe chúng ta. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên lạm dụng các loại đồ uống trái cây. Ngoài chất béo bão hòa, đường là một trong những nguyên nhân chính gây viêm mãn tính. Khi chúng kết hợp với nhau, mức độ viêm nhiễm sẽ tăng cao. Do đó, kiểm soát lượng đường tiêu thụ và sử dụng các loại nước ép chứa glucose tự nhiên như nước lựu là việc làm rất quan trọng. Rau chân vịt, spinach. Cũng giống như trái cây và các loại rau nhiều màu như rau chân vịt, rất giàu polyphenol. Mọi người cần sử dụng loại rau này thường xuyên để tránh và giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của việc viêm nhiễm. Bạn có thể chế biến chúng kèm với các loại thực phẩm khác để vừa dễ tiêu thụ, vừa tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể. Măng tây. Trên thực tế, đường ruột là bộ phận vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới hầu hết các cơ quan trong cơ thể. Duy trì sức khỏe đường ruột có khả năng tác động tới viêm nhiễm và phản ứng của cơ thể với môi trường bên ngoài. Prebiotic là một loại chất xơ lên men mà dạ dày chúng ta có thể tiêu hóa được. Theo Marisa Moore, chuyên gia y khoa kiêm người phát ngôn của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho biết, chúng là nguồn thức ăn chính của lợi khuẩn trong đường ruột. Prebiotic có khả năng được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm khác nhau, nhưng nguồn cung cấp tốt nhất là măng tây hoặc tỏi tây. Các loại thực phẩm này không chỉ giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm mà còn duy trì sức khỏe của lợi khuẩn trong đường ruột. Lòng trắng trứng. Hãy đưa lòng trắng trứng vào chế độ ăn uống hàng ngày nếu bạn mong muốn tiêu thụ loại thực phẩm chống viêm của nguồn gốc từ động vật. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho biết chúng có đặc tính hỗ trợ miễn dịch tăng cường chống viêm. Ngoài ra, tiêu thụ lòng trắng trứng cũng không gây nhiều ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa. Hôm nay, AT Consul Tunil tạm dừng nơi đây.